Loạt sao nữ Hàn Quốc lấy chồng hào môn, người thì hạnh phúc, người thì không cho gặp con. Lại là Ibis. Với chuyên mục Chuyện sao Hàn đây, là con gái thì ai cũng muốn có vị hôn phu của mình có nền tảng tài chính vững chắc. Trong giới giải trí Hàn Quốc cũng vậy, có rất là nhiều ngôi sao đình đám lấy chồng hào môn khi đang ở trên đỉnh cao của sự nghiệp. Tuy nhiên, không phải ai cũng có được cuộc sống viên mãn đâu. Hôm nay thì hãy cùng với Ibis điểm qua loạt sao nữ có chồng giàu nhất xứ Kim Chi này nhé. Lee Si-yeon. Nhắc đến những sao nữ lấy chồng giàu có thì không thể không nhắc đến Lee Si-yeon, nữ diễn viên Hàn Quốc sở hữu lượng người theo dõi nhiều nhất trên mạng xã hội. Có đến hơn 10 triệu follower với những video hàng triệu lượt xem vô cùng viral. Lý do khiến cho những video của cô nàng thu hút khán giả là bởi sự hài hước nè, vui nhộn. Cô rất là đầu tư nội dung cho kênh cá nhân của mình và mang lại nhiều tiếng cười cho người xem. Trong khi cô nàng diễn viên bắt kịp các xu hướng trên mạng xã hội thì chồng cô Cho Soon-hyun cũng có óc kinh doanh siêu việt. Anh xây dựng đế chế kinh doanh của mình khoảng những năm 20 tuổi và đạt được doanh thu bán hàng hàng năm khoảng 2,5 tỷ won Hàn Quốk vào năm 2021. Theo Chosen Ebo, hiện thì anh là chủ sở hữu của một thương hiệu nhà hàng thành công. Hai người kết hôn vào năm 2017. Sau khi kết hôn và sinh con thì Lee Si-yeon vẫn duy trì sở thích rèn luyện thể thao cường độ mạnh. Năm 2020, nữ diễn viên trở lại với bộ phim Squid Home của Netflix và gây choáng ngợp với thân hình cơ bắp săn chắc chỉ có 8% mỡ thừa thôi. Sau nữa cũng gây ấn tượng nhờ vào việc tự mình thực hiện những pha hành động nguy hiểm mà không cần đóng thế. Hiện thì cuộc sống hôn nhân của cô nàng rất là hạnh phúc đó nha. Han Jae-yong. Trong khi đó thì Han Jae-yong được mệnh danh là búp bê Barbie xứ Hàn, khiến cho làng giải trí choáng váng khi tuyên bố kết hôn năm 2007 với một người không nổi tiếng khi đang trên đỉnh cao sự nghiệp. Dân mạng phát hiện ra rằng chồng cô là một đại gia tài chính rất là giàu nha. Gia đình chồng của Han Jae-yong nổi tiếng đến mức mà được đặt cho biệt danh là hoàng tộc của giới tài chính. Theo Da Eun, ông xã đã theo đuổi Han Jae-yong từ thời học cấp 3 nha, nhưng mà gần 8 năm sau thì anh mới nhận được cái gật đầu ưng thuận của người đẹp. Thời điểm đó thì màn cầu hôn của doanh nhân họ Choi dành cho Han Jae-yong khiến cho báo chí xứ Hàn tốn nhiều giấy mật, khi mà anh chi khoảng 7 tỷ won Hàn Quốc, tức là hơn 126 tỷ đồng, tặng cô một chiếc nhẫn kim cương 5 carat và một chiếc xe ô tô thể thao sang trọng. Năm 2013 thì cô sinh con trai đầu lòng cho ông xã. Hiện tại thì gia đình nữ diễn viên đang sống trong một biệt thự sang trọng ở khu Trung Đam và ước tính thì trị giá khoảng hàng chục triệu đô la Mỹ. Han Jae-yong được khán giả biết đến qua bộ phim Đình Đám Trái Tim Mùa Thu. Nữ diễn viên đã khiến cho khán giả rung động trước vẻ đẹp kiêu sa đài cát như một cô tiểu thư quý tộc. Sau Han Jae-yong công bố kết hôn đến năm 2011 thì mở chảnh của làng giải trí Hàn Quốc Jun Ji-hyun cũng quyết định lên xe hoa với cậu ấm của gia đình tài phiệt nổi Đình Đám. Được biết thì chồng cô là Choi Jun-hook, xuất thân trong một gia đình danh giá, bà ngoại là nhà thiết kế hanbok nổi tiếng, còn ông nội điều hành một doanh nghiệp thép. Không những thế đâu, mẹ của anh là nhà thiết kế thời trang lừng lẫy Lee Jung-gu, bố của anh là Choi Gun, một trong những cổ đông lớn nhất của tập đoàn Alpha. Chưa dừng lại ở đó, bản thân thiếu gia họ Choi cũng là một người vô cùng xuất sắc khi có công việc đáng mơ ước tại Bank of America. Hơn nữa thì nửa kia của mợ chảnh còn gây ấn tượng với ngoại hình điển trai, chiều cao 1m85 nổi bật và gương mặt góc cạnh. Choi Ji-hyun và Choi Jun-hook là thanh mai trúc mã từ thời còn tiểu học. Hôn lễ của hai người được tổ chức tại khách sạn Sheila Seoul. Lễ cưới của cặp đôi từng được truyền thông xứ Hàn ví như là chuyện cổ tích đời thực, vì cả hai quá tương xứng cả về nhan sắc lẫn tài năng. Sau 4 năm về chung một nhà, mợ chảnh đã sinh cho gia tộc họ Choi một đứa cháu trai kháu khỉnh. Để mà chào đón thành viên mới chào đời, ông xã Jun Ji-hyun đã xây hẳn một căn biệt thự mới lên tới 7,5 tỷ won, tức là hơn 136 tỷ đồng. Có thể nói thì cuộc sống sau khi mà gả vào hào môn của Jun Ji-hyun đã khiến cho không ít người phải ao ước. Go Hyun-jung. Đều là những mỹ nhân được săn đón bậc nhất KBS, nhưng số phận khi làm dâu hào môn của Jun Ji-hyun và Go Hyun-jung lại trái ngược hoàn toàn. Vào những năm 80-90 của thế kỷ trước, thì Go Hyun-jung là một trong những tượng đài nhan sắc được săn đón nhất nhì Hàn Quốc. Cô thậm chí còn được biết đến với biệt danh nữ hoàng showbiz lúc bấy giờ. Tuy nhiên thì năm 1995, Go Hyun-jung khiến cho cả làng giải trí xôn xao khi quyết định lên xe hoa cùng Jun Yong-jin trong lúc mà sự nghiệp đang ở trên đỉnh cao. Mới đầu chuyện tình của Go Hyun-jung được ví là lõ lem ngoài đời thực. Khi ấy thì Jun Yong-jin là phó chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của tập đoàn Shingae, đồng thời là cháu trai của nhà sáng lập tập đoàn Samsung Lee Byung-chul. Đáng tiếc thì cuộc hôn nhân này không đem lại hạnh phúc mà chỉ khiến cho bi kịch cuộc đời người đẹp bắt đầu. Dù đã sinh cho gia tộc hai đứa con một trai một gái, nhưng trong mắt nhà chồng thì cô nàng chỉ giống như là người giúp việc mà thôi, thậm chí là còn không có được tham dự tất cả những cái sự kiện lớn nhỏ của gia tộc. Đến năm 2003,
Khi đã không thể chịu được cuộc sống tù túng này thì cô nàng quyết định dứt áo ra đi. Với số tiền là 1,5 tỷ won phí đền bù ly hôn, mỹ nhân 7X đã mất hoàn toàn quyền nuôi con, đồng thời là bị ngăn cấm gặp lại cả hai đứa trẻ. Hiện tại thì ở tuổi U60, nữ diễn viên lựa chọn cuộc sống độc thân nè, chăm chút cho bản thân để khôi phục lại hào quang đã mất năm nào và không hẹn hò thêm bất kỳ ai. Bạn nghĩ sao về những sao nữ lấy chồng hào môn vừa rồi? Hãy để lại bình luận bên dưới cho Ibis được biết nha. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.